Xin chào cô chú anh chị. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền đường Trần Minh Quyền thuộc phường 10, quận 10, vị trí gần với ngã ba Trần Minh Quyền và đường Điện Biên Phủ thuộc phường 10, quận 10 đang có nhu cầu bán. Với diện tích ngang 4, nở hậu đuôi 5m và chiều dài là 19m, công nhận trên sổ là 79m2, đất ở đô thị, kết cấu trệt lẫn hai lầu sân thượng, diện tích sàn là 277m2. Hiện trạng thì đang cho thuê 50 triệu đồng một tháng. Hướng chính là hướng Đông Bắc và hiện tại giá gia chủ đang chào bán là 25 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về căn nhà này.